Chào các bạn. Trong mấy ngày gần đây thì rất nhiều quý anh chị và các bạn nhận được cái bill tiền điện tháng này của mình thì giật mình thấy rằng là giá tổng cái bill tiền điện của mình tăng lên từ 50 tới 100%, thậm chí nhiều hơn. Và chúng ta cảm thấy bất thường trong cái câu chuyện là chi phí tiền điện của gia đình nhà mình tăng lên. Để hôm nay chúng ta sẽ để giải thích với anh chị và các bạn vấn đề này. Tại sao nó lại tăng nhiều như vậy thì quý anh chị em và các bạn sẽ cùng với Thắng ơi tranh luận và chia sẻ trong cái chủ đề nóng và giá tiền điện tăng khủng khiếp trong giai đoạn vừa qua. Thì giá điện không chỉ tăng 8,36%, thực tế thì Bộ Công Thương trong cái giai đoạn vừa qua thì đã điều chỉnh giá điện tăng 8,36% vào cái ngày 20 tháng 3 và ngày 20 tháng 4 thì chúng ta chính thức là nhận được cái bill tiền điện mới. Thế nhưng mà sau khi cầm trên tay hóa đơn tiền điện thì chúng ta thấy là nó tăng bất thường như vậy. Chúng ta không hiểu tại sao, không biết như thế nào. Và thực tế thì có phải là Bộ Công Thương chỉ tăng 8,36% hay không? Hay là ngành điện đang có một cái câu chuyện là lấp lửng ở đây? Và thưa với anh chị em và các bạn, nó vấn đề chính nó nằm ở cái biểu khung giá tiền điện tính theo cái bậc và cái nhóm đối tượng khách hàng. Mục đích của câu chuyện này thì là gì? Là chính phủ chỉ quy định cái mức giá điện bình quân và mức giá bình quân sau khi được điều chỉnh từ ngày 20 tháng 3 là 1.864. Tuy vậy thì Bộ Công Thương và biểu giá tiền điện được chia cho ngành điện để thu các hộ tiêu dùng của chúng ta thì cụ thể gồm có 6 bậc. Bậc 1 từ 0 đến 50 số, bậc 2 từ 151 đến 100, bậc 3 từ 101 tới 200, bậc 4 từ 201 tới 300, bậc 5 từ 301 tới 400 và bậc 5 là từ 301 đến 400 và bậc 6 là từ 400 trở lên. Cái giá điện tương ứng cho từng bậc thì bậc 1 là giá 1.678, bậc 2 là 1.734, bậc 3 là 2.014 đồng trên 1 kWh tiền điện, bậc 4 là 2.536 đồng, bậc 5 là 2.834 đồng và bậc 6 là 2.927 đồng. Những con số này nó không hề biết nói, nhìn những con số này thì nó quá nhỏ, những con số từ 1.000 lên 2.000, rồi từ 1.700 lên 2.000, 2.000 lên 2.500. Đối với chúng ta mà nói thì những con số điều chỉnh này nó gần như không ảnh hưởng gì nhiều. Và từ trước tới nay thì phần lớn chúng ta không quan tâm nhiều đến cái câu chuyện là cái bill tiền điện của chúng ta tăng giảm nó quá mức hay không. Và thực sự thì đến ngày hôm nay khi mà cái bill điện tăng lên 8,36% thì chúng ta mới té ngửa. Vậy cái điều làm chúng ta té ngửa có phải là tăng 8,36% là té ngửa hay không? Thì có một điều chúng tôi phải lưu ý với quý anh chị em và các bạn, đó là trời đã phụ ngành điện, trời đã không ưu ái cho ngành điện, trời đã phụ lòng ngành điện. Ngành điện đã tăng giá vào đúng thời điểm mà nắng nóng kéo dài của cái giai đoạn từ cuối tháng 3 tới nay, tức là từ 20 tháng 3 tới nay, và dẫn đến cái việc bill tiền điện của nhà anh chị không chỉ tăng về giá mà tăng về số nữa. Cái điều tăng về số sẽ làm cho quý anh chị em và các bạn giật mình, và từ đó thì phải mới ngộ ra một điều rằng là cái nhóm đối tượng và các cái bậc thang tiền điện nó đang có những cái sự bất thường. Và bây giờ, ngay bây giờ đây, Thắng ơi sẽ chứng minh với quý anh chị em và các bạn những cái sự bất thường đến từ cái bill tiền điện và đến từ cái giá của quý anh chị em và các bạn. Lấy ví dụ như là ở bậc 1 chúng ta có 0 tới 50 kW, tức là nhà anh chị phải dùng dưới 50 số điện, thì chúng ta chấp nhận một cái mức giá là 1.678. Tuy vậy nếu một gia đình nhà khác hoặc là chính gia đình nhà anh chị nhưng mà đẩy cái số điện từ 51 trở lên thì chúng ta phải chịu mức giá là 1.734. Vậy thì cái mức giá tăng lên so với mức giá ban đầu, tức là những cái số điện trên 51 phải chịu là tăng bao nhiêu phần trăm, thì ở mức này thì rất là nhẹ nhàng, ưu ái, là bậc 2 là 1.734 so với bậc 1 là 1.678 thì chúng ta chỉ tăng có 3,3% thôi và rất nhẹ nhàng thôi. Chút xíu chúng tôi sẽ chứng minh cho anh chị em và các bạn thấy những cái bất cập. Ở cái bậc 3 và so với bậc 2, tức là anh chị và các bạn phải dùng trên 100 số điện, thì ở cái bậc 3 thì chúng ta phải chịu mức giá điện mà vượt khung 100 số đầu tiên đó, thì chúng ta phải chịu mức giá là 2014 đồng trên 1 kW. So với cái bậc 2 là 1.734 thì mức giá ở bậc 3 này đã tăng so với bậc 2 tới 16,8%, anh chị em và bạn. Anh chị chỉ việc lấy 2014 chia cho 1.734 trừ 1 đến 100% là nó ra là 16,8%, trên dưới 16,8% gần đúng. Và so với bậc 1 là nó đã tăng tới 20%, anh chị em và các bạn. Chúng ta lấy 2014 chia cho 1678 trừ đi 1 rồi nhân với 100% thì nó sẽ ra ngay là 20%.
Như vậy thì mới từ bậc 1 chuyển sang bậc 2, chuyển sang bậc 3 là chúng ta đã phải tăng lên cái mức gọi là chịu cái tiền giá tiền điện lên 20% lận. Đây mới là khủng khiếp anh chị em và các bạn. Nếu chúng ta chót dại xài ở cái mức trên 200 số điện, tức là lên tới 201 từ những cái số trên 200, chúng ta sẽ chịu cái mức giá của bậc 4, và mức giá bậc 4 là 2536 đồng. Riêng cái bậc 4 mà so với cái bậc 3 là 2536 so với 2014 thì chúng ta có mức tăng thêm của cái giá tiền điện là 25,9% thì anh chị em và các bạn. Và nếu như chúng ta so với cái bậc 1 tức là 2536 đồng mà so với 1678 đồng thì chúng ta chịu cái mức giá tăng thêm là 51% anh chị em và các bạn. Và bậc 5 và bậc 6 thì nó nhẹ nhàng hơn. Riêng cái bậc 5 so với bậc 4 thì tăng 11,75%, và riêng bậc 5 mà so với bậc 1 thì là tăng 68,89%. Bậc 6 thì so với bậc 5 chỉ tăng 3,3% thôi, bởi vì trên 400 trên 400 số, từ 300 đến 400 số thì chúng ta phải chịu cái mức giá tăng thêm trên cái 300 á là từ 300 đến 400. Đây, bậc 5, bậc 6. Bậc 6 là chúng ta là phải chịu một cái mức giá, tức là từ bậc 6 so với bậc 5 là chúng ta chỉ tăng 3,3% thôi. Từ bậc 6 trở lên á, tức là trên cái 400 số, từ 401, 402, 403 thì chúng ta chỉ 3,3% thôi. Nhưng cái này chúng ta nói lên một điều như thế này này. Ngành điện có đón lõng anh chị em và các bạn không? Chúng tôi khẳng định với anh chị em và các bạn là ngành điện đón lõng anh chị em và các bạn. Tại sao lại như vậy? Tại vì cái việc mà chúng ta xài ở dưới 51 số ạ, thì số hộ gia đình hiện nay xài dưới 51 số là rất ít và gần như là khá hiếm. Phần lớn chúng ta đều xài trên cái mức gọi là 51 số. Như vậy là chúng ta xài trên mức 51 số thì chúng ta nếu xài dưới 100 số thì thực ra cái phần lũy tiến tăng giá thêm chỉ có 3,3% thôi. Nhưng mà riêng cái phần mà chúng ta nếu chọc dại mà xài trên 100 số mà lên tới cái những cái phần lũy tiến trên 100 số thì chúng ta chịu cái mức tăng giá đến 16,8%. Và đột ngột thì chúng ta phải tăng thêm giá điện tổng thể, mặc dù anh chị xài ở mức nào thì cũng phải tăng 8,36%. Do đó thì khi anh chị mà tổng bill giá trị của anh chị mà tăng lên 8,36% nữa thì cái việc mà lũy tiến của các cái bậc này nó sẽ tăng lên khủng khiếp. Chúng tôi lấy ví dụ như thế này cho anh chị và các bạn thấy là rõ nét hơn. Giả sử hóa đơn nhà bạn là 50 số điện thì tiền điện là 83.900 đồng và tăng thêm 8,36% thì chúng ta là 99,304, tức là chúng ta sẽ tăng thêm khoảng đâu đó hơn 15.000 á. Tức là nếu mà tăng 8,36% thì so với cái tiền điện phải đóng tháng trước là 83,9 thì tháng này phải đóng 99.000 với cái mức tiêu thụ của anh chị là 50 số. Nhưng mà trời nó không có phụ, gọi là nó phụ lòng ngành điện, nó tăng để cho chúng ta thấy kinh khủng và bất ngờ, và tự dưng mới ngộ ra cái lũy tiến nó khốn nạn như thế nào. Thì vì nắng nóng quá nên là cái số điện nhà anh chị tăng thêm 30 số nữa, chứ không phải là 50 số mà nó thành 80 số. Như vậy là riêng ngoài cái khoản mà đóng là 99.304 cho những cái phần mà dưới 50 số thì chúng ta phải đóng thêm 30 số tăng thêm. Và 30 số tăng thêm này thì nó có cái giá đắt hơn so với 50 số ban đầu là 3,3%, tức là giá 1.734 đồng thay vì là 1.678 đồng. Và chúng ta phải đóng là khoảng 52.020 đồng cho cái phần 30 số tăng thêm này. Và cộng vào với việc mà phải tăng thêm cái giá tổng thể là 8,36% nữa thì chúng ta phải đóng 56.370 đồng. Và tổng số tiền chúng ta phải đóng là 155.670 đồng. Tự dưng mà nhìn với cái bill tiền điện cũ của tháng trước là 83.900 thì chúng ta chả thấy là nó tăng gấp đôi còn gì. Đúng không anh chị em không ạ? 8,2816, đây là 155.600, tức là tăng gấp đôi. Chúng ta sẽ thấy giật mình. Trong khi đấy thì cái số điện của chúng ta thì tăng mới chỉ có 30 số thôi. Mới tăng 30 số thôi. Đó là điều chúng ta mới thấy nó chỉ mới gọi là bình thường, bởi vì cái mức đầu cái bậc 2 so với bậc 1 nó tăng có 3,3% thôi. Nên là 3,3% này tăng thêm 8,36% nữa thì nó cũng không nhiều. Chúng ta chỉ việc lấy 3,3% nhân với 8,36% thì nó ra là cái cấp số nhân đấy, là nó cộng thêm cái tỷ lệ tăng của cái phần dư thêm 30 số. Nhưng nếu như mà tôi giả sử hóa đơn nhà bạn là 100 số thì số điện sẽ là 173.000, tức là số tiền điện phải đóng là 173.000 cho 100 số với cái mức giá của bậc 2 là 101.734 đồng. Tuy vậy thì do cái nắng nóng, đúng không? Nắng nóng thì chúng ta xài nhiều hơn và cái phần tăng thêm là 8,36% thì chúng ta sẽ phải đóng 187.890 đồng. Đó là cái tiền chúng ta phải đóng. Nhưng mà vì nắng quá nên là tăng thêm 30 số nữa.
Thì cái số tiền thành, tức là thành thực tế chúng ta phải đóng là 130 số, thì cái số mà tăng thêm 30 số thì chúng ta phải đóng với cái mức giá mới, là cái giá mới này thì lên đến tận 2014 đồng cơ, tức là tăng 16,8% và sẽ thành là 60.420 đồng, cộng với việc tăng 38,36% của ngành điện nữa thì chúng ta phải đóng 65.471 đồng, và tổng số tiền chúng ta phải đóng là 253.000, so với cái mức mà chúng ta thực tế mà của tháng trước mà chỉ có 100 số là 173. Như vậy là chúng ta tăng thêm 30 số, tức là tăng 30%, cái số tiền điện của chúng ta đã tăng lên từ 173 mà lên 253, tức là chúng ta sẽ lấy 253 đây, 253 chia cho 173 thì nó nằm ở đâu đó khoảng tầm 46%, tức là chúng ta tăng 30% số điện thì sẽ phải đóng thêm là một cái số tiền là tăng 46%. Anh chị thấy có nghịch lý không ạ? Tức là đây vấn đề nó nằm cốt lõi ở chỗ này. Có thể nhiều anh chị và các bạn sẽ chưa 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 rõ lắm, thì chúng ta sẽ dùng cái công thức về cái bậc thang tính chi tiết lại, thì chúng ta thấy là cái phần mà chúng ta tăng thêm, tiếp tục tăng thêm, ví dụ như cái bậc 4, chúng ta vượt lên bậc 4, tôi lấy giả định cho anh chị và các bạn một cái bậc nữa, tức là giả sử là hóa đơn nhà bạn là 200 số, tức là hóa đơn nhà bạn là cái tháng này là 200 số, thì cái số tiền phải đóng á, số tiền phải đóng nếu mà chưa tăng điện á, thì là chúng ta lấy 200 số đây, chúng ta sẽ vô tình là lấy 200 số mà sẽ nhân với lại cái số cái giá trị phải đóng, tức là chúng ta từ 100 đến 200 thì là 2014 đồng đây, nhân với 2014 đồng, 2014 đồng thì chúng ta sẽ ra số tiền để phải đóng đó là 402.800, đúng không anh chị em và các bạn? Rồi, 402.800 đồng cho số tiền phải đóng, và ngành điện tăng thêm 8,36%, 8,36% thì chúng ta phải đóng là cái số tiền vừa rồi, và chúng ta nhân với 108,36 thì nó ra cái số tiền chúng ta phải đóng là 476.700. 476.700 đồng. Rồi, nhưng mà vì nắng nóng, nắng nóng quá nên là nắng quá thì tăng thêm 30 số thôi, ta cũng chỉ tăng thêm 30 số điện thôi. Thì sẽ thành là 230 số. Đấy, ví dụ thế. Cái này thì rất đơn thuần, rất thường thôi. Nhưng cái lần này thì là cái cấp của anh chị, là cái cấp cái bậc của anh chị là trên trên 200 số, là phải ấn định một cái bậc 4, mà bậc 4 thôi với bậc 3 thì nó tăng tới 25,9%, thì chúng ta sẽ thấy như thế này. Riêng cái phần 30 số mà chúng ta phải đóng á, thì có cái giá khác biệt, đó là 30 số đây, chúng ta sẽ lấy con số là 30 số mà nhân với cái số tiền phải đóng cho cái bậc 4 là 2.536 đồng đây, nhân với lại 2.536 đồng thì chúng ta sẽ ra số tiền phải đóng là 76.080 đấy, số tiền phải đóng cho cái phần tăng thêm á, là 76.080 đồng, và chúng ta tăng thêm 38,36% tiền điện nữa, đúng không anh chị em và các bạn? Thì chúng ta phải đóng là 76.080 mà nhân với 108.36 thì cho ra là bao nhiêu ạ? 82.400, đúng không? Sẽ ra là 82.400 đồng, đúng rồi, 82.400 đồng đấy, tăng 8,36% thì sẽ là 82.400 đồng. 82.400 đồng mà chúng ta cộng với lại cái số tiền là phải đóng trước đó là 476, cộng với 476.7, 476.7 cho 200 số đầu tiên anh chị em và các bạn, thì chúng ta sẽ ra tổng số tiền là 476.7 cộng với 82,4, 82,4 thì nó sẽ ra là 559.000, cho là 560.000 đi, 560.000. 560.000 này mà chia cho cái tiền điện thực tế anh chị phải đóng nếu chỉ có 200 số thì 560 chia cho 400, chia cho 402.8, chia cho 402 402.8 thì nó nằm ở khoảng tầm là tăng khoảng 38,8%. Đấy, tức là số tiền phải đóng tăng 38,8% trong khi là cái số điện tăng thêm chỉ là 30 số chia cho 200. Đây, chỉ là 30 số
30 số mà chia cho 200 là nó nằm ở khoảng tầm 15% thôi. Vậy là số điện tăng thêm là 15% thì số tiền phải đóng tăng thêm 38,8%. Đấy, anh chị và các bạn thấy là nó tăng nhiều đến mức như thế, nó tăng rất rất nhiều và nó không chỉ là tương đồng giống như cái nếu như không có cái biểu tiền điện như vậy thì nó sẽ không có cái sự tương đồng. Vậy thì qua cái tranh luận như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là rõ ràng là cái hóa đơn tiền điện của chúng ta là tăng, và nó tăng bất thường không chỉ đơn giản là vì là cái chỗ mà tăng 8,36%, và nó tăng do cái bậc và cái đối tượng tăng. Thì anh chị và các bạn có thể xem lại, chúng tôi sẽ để lại cái hình về cái bậc tăng này ở cuối video này để anh chị và các bạn có thể chụp để ngay ở phía cuối video này luôn, và anh chị có thể về tính lại cái số tiền điện nhà mình và xem là nắng nóng này anh chị tăng thêm như thế nào và nó ra làm sao. Mong rằng là những cái chia sẻ của chúng tôi thì đem lại cái hữu ích cho quý anh chị em. Bạn đừng quên là tiếp tục cập nhật những video mới của Thắng ơi về những vấn đề nóng hổi trong nước và quốc tế, tiếp tục sẽ được cập nhật trong thời gian sắp tới. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn.